Bạn đã từng mơ về những biển trời bao la mây trắng, bước chân trần trên bãi cát mịn như kem. Đã bao giờ bạn khao khát một lần được đến những xứ sở huyền thoại, một lần được chạm vào những kỳ quan tuyệt mỹ, và một lần được thức tỉnh mọi giác quan? Nếu như kỳ quan thiên nhiên là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng, thì những kỳ quan nhân tạo chính là những thành tựu vĩ đại của con người. Trên thế gian này, thật khó để có thể kiếm tìm được một vùng đất sở hữu một kỳ quan thiên nhiên, và cũng thật hiếm có quốc gia nào có thể kiến tạo được cho mình một công trình biểu tượng. Và vùng đất nào sở hữu được hai điều diệu kỳ ấy thì chắc chắn sẽ trở thành điểm đến của cả thế giới. Tựa như vùng đất Địa Trung Hải, tâm điểm du lịch của cả thế giới, điểm đến hấp dẫn bậc nhất châu Âu, cái nôi của những nền văn minh hùng mạnh, và cũng là điểm phải đến một lần trong đời của những tín đồ du lịch. Tại đây, kỳ quan thiên nhiên và những công trình nhân tạo như đã hòa làm một, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ, vừa tinh tế, vừa bình dị, lại vừa cao sang, đã hút hồn hàng triệu du khách. Nếu như biển Địa Trung Hải có Santorini rực rỡ, tại Việt Nam cũng có một đảo ngọc thiên đường. Với khí hậu ôn hòa, làn nước lam ngọc quyến rũ, những bãi cát trắng trải dài bất tận, cùng những cánh rừng nguyên sinh hoang sơ hiếm có, đảo ngọc tỏa sáng như một kỳ quan thiên nhiên tuyệt mỹ. Tọa lạc tại bãi dài, một trong năm bãi biển đẹp nhất hành tinh, Phú Quốc United Center, siêu quần thể du lịch lớn nhất Việt Nam, với những công trình biểu tượng được tạo nên từ trái tim và khối óc của người Việt, như Corona Casino, thành phố không ngủ Grand World, công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam VinWonders Phú Quốc, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, bộ ba sâu diễn triệu đô tinh hoa Việt Nam sắc màu Venice One Soul, hàng chục công trình biểu tượng kỷ lục cùng hàng trăm điểm check-in không thể bỏ lỡ. Tất cả đã làm nên một siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng all-in-one khép kín, một kỳ quan vĩ đại của thế giới mới. Tọa lạc tại trái tim của Phú Quốc United Center, Creek Town là phân khu shop thương mại trong lòng quần thể nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp đầu tiên tại Bắc Đảo, thuộc công viên chủ đề hàng đầu châu Á, VinWonders Phú Quốc. Phân khu Creek Town chính là tâm điểm giao thương, thỏa mãn nhu cầu mua sắm của những du khách đẳng cấp, với 3 tiểu khu shop sầm uất và vô cùng đắt giá. Tiểu khu Cockham Village mang vẻ đẹp châu Âu cổ kính thơ mộng. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp quyến rũ của ngôn ngữ kiến trúc châu Âu trung cổ, với những căn nhà rêu phong cổ kính, những con phố nhộn nhịp giao thương. Đặc biệt, toàn bộ 46 căn shop tại tiểu khu Cockham Village còn sở hữu mặt tiền đường gành dầu, cửa cạn, tuyến đường huyết mạch xuyên tâm đảo ngọc. Với lợi thế này, Cockham Village chính là đại lộ thương mại sầm uất bậc nhất Phú Quốc. Không chỉ là nơi ghé thăm của khách du lịch, mà còn là trung tâm giao thương bậc nhất của dân địa phương. Liên kề với Cockham Village chính là tiểu khu Oya, với màu sắc phóng khoáng, lãng mạn đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Kiến trúc của Oya Village gắn liền với vẻ đẹp của nắng và gió, của biển cả và thiên nhiên nguyên sơ, là sự tổng hòa của nhiều sắc điệu, vừa cổ điển tinh tế, vừa phảng phất nét đồng quê mộc mạc, lại thêm chút phóng khoáng hiện đại. Tất cả đã tạo nên một bức tranh làng Địa Trung Hải nên thơ, chữ tình độc đáo, ngay giữa lòng đảo ngọc. Lấy cảm hứng từ ngôi làng Oya đẹp nhất trên đỉnh Santorini, tiểu khu cùng tên tại phân khu Greek Town có mái vòm rộng được kiến trúc tinh tế, những hàng ngói cổ điển mộc mạc, những ô kính cửa sổ rộng thoáng, thỏa sức đón ánh sáng tự nhiên chan hòa. 75 căn shop Oya Village tọa lạc ngay tâm điểm giao thương, nơi kết nối thiên đường vui chơi đẳng cấp Corona Casino và thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa, với diện tích vô cùng linh hoạt từ 114 đến 581 m², cùng thiết kế tối ưu công năng kinh doanh buôn bán khi sở hữu mặt tiền thoáng rộng và 4 tầng kinh doanh. Đồng thời tọa lạc tại vị trí cửa ngõ giao thương sầm uất nhất Phú Quốc United Center, tiểu khu Oya Village chính là tâm điểm mua sắm của những vị khách thượng lưu đẳng cấp, là tiểu khu đắt giá và tiềm năng bậc nhất đảo ngọc. Cuối cùng là tiểu khu Kazan Village, nơi phảng phất nét kiến trúc tráng lệ của nước Nga xa xôi, được lấy cảm hứng từ thành phố du lịch nổi tiếng thứ 3 châu Âu. Kazan Village tại Greek Town là tiểu khu shop mang đậm phong cách Nga độc đáo, với những đường nét kiến trúc riêng có. Với vị trí kim cương tại cửa ngõ bước vào Vinpearl Phú Quốc Resort and Spa, 110 căn shop thương mại tại Kazan Village chính là 110 cơ hội kinh doanh vô giá, là tiểu khu mua sắm dành riêng cho những vị khách đẳng cấp lưu trú tại các khách sạn resort 5 sao thương hiệu Vinpearl. Nếu như Santorini chính là thiên đường tình yêu lãng mạn nhất châu Âu, thì phân khu Greek Town của dự án shop VinWonders Phú Quốc chính là thiên đường mua sắm sầm uất và lãng mạn bậc nhất của châu Á, là mảnh ghép không thể thay thế, hoàn thiện mảng màu còn thiếu của bức tranh du lịch, nghỉ dưỡng,
vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ mang tên Phú Quốc United Center. Quick Town, mở lối đầu tư, khơi nguồn thịnh vượng.